Trấn Thành nói sai thành ngữ Việt Nam ngay trên sóng truyền hình. Nam Bắc Ca bị huấn luyện viên phát hiện nói sai thành ngữ Việt Nam khi dẫn dắt chương trình Rap Việt mùa 3. Mới đây, trong tập 8 chương trình Rap Việt mùa 3, Trấn Thành bị phát hiện nói sai thành ngữ Việt Nam. Cụ thể, sau màn trình diễn hạt gạo làng ta của Lo và Double 2T, Nam Bắc Ca đã dành lời khen cho hai thí sinh, cặp này cũng gọi là kẻ tám cân, người nửa lạng. Ngay lập tức, huấn luyện viên Big Daddy phát hiện Trấn Thành nói sai thành ngữ, liền bắt lỗi ngay trên sóng truyền hình. Big Daddy phát biểu, anh ơi nhưng mà tám cân khác hẳn nửa lạng đấy anh ạ. Thế nhưng Nam MC vẫn chưa nhận ra lỗi sai, thậm chí còn đáp trả bằng cách cung cấp thêm kiến thức. Em có biết nửa lạng ngày xưa là 800 gram đấy em ạ. Thế vậy, Big Daddy tiếp tục bắt bẻ Trấn Thành, nhưng anh bảo kẻ tám cân, người nửa lạng thì cái đó em nghĩ là nó khác đấy. Đến lúc này, Trấn Thành mới nhận ra mình nói sai, cười ngượng ngùng và có hành động ngất trên sân khấu. Khoảnh khắc nhầm lẫn của Trấn Thành khiến các huấn luyện viên và khán giả thích thú. Sau đó, Nam MC phải sửa lời nhận xét của mình, tôi nói lại. Với hai thí sinh kẻ nửa cân, người tám lạng thì số bình chọn là bao nhiêu? Đây không phải lần đầu tiên Trấn Thành gặp sự cố sai kiến thức khi dẫn dắt các chương trình truyền hình. Trước đó, trong chương trình ca sĩ mặt nạ, Trấn Thành từng có màn nhận xét về giọng hát của Tí Nâu, Thùy Chi với ca khúc Ave Maria. Anh nhận xét Tí Nâu hát thánh ca theo kiểu pop, giọng pha và cho rằng nếu hát theo phong cổ điển, giọng nặng, có độ rung ngân hơn. Kiểu bán cổ điển này không phải sở trường của Tí Nâu. Bạn ấy hát bài này theo kiểu pop thôi, giọng pha. Bạn ấy mà hát theo kiểu cổ điển sẽ nặng, ngân hơn. Nhưng bạn ấy quá giỏi, giọng rất đẹp, Nam MC nhận xét. Sau khi chương trình lên sóng, nhạc sĩ Virus nói Trấn Thành đang hiểu lầm thể loại opera và cách thể hiện thánh ca. Hay trong người ấy là ai mùa năm, Nam Mắc Ca cũng bị soi ra có phát ngôn không chuẩn về chuyên môn y khoa. Người ta phải mở mạch máu ra rồi đưa hóc môn và mọi thứ vào để chuyển giới. Theo lý giải chuyên môn, việc tiêm hóc môn nam, cụ thể là testosterone vào các mạch máu là chống chỉ định trong y khoa. Ngay sau đó, phía chương trình người ấy là ai đã lên tiếng thừa nhận sai sót khi đưa thông tin về quá trình chuyển giới của NPK. Chương trình cũng đã kịp thời ra soát lại nội dung, cắt bỏ phần chia sẻ sai kiến thức của Trấn Thành trên các nền tảng phát lại của chương trình.